Rồi, xin chào. Mời đi bạn. Và bây giờ xin mời bạn nữ. Bây giờ bạn nam bạn nữ dạ, đã có mặt trên sân khấu rồi nha. Mời bạn gái, bạn giới thiệu về mình nè. Dạ, em tên là Lê Thị Thùy Quyên, năm nay em 29 tuổi, quê em ở Bình Định ạ. Công việc của em thì em là kỹ thuật viên gây mê. Là mình sẽ gây mê cho bệnh nhân trước khi họ vào mổ đúng không? Dạ, vô phòng mổ rồi gây mê. À, biết đâu được. Đây gây mê được không em? Đó, tôi tính nói vậy đó. Dạ, được anh. Hy vọng rằng em sẽ gây mê cho chàng trai bên đây. Rồi, mời bạn trai giới thiệu về mình đi. Dạ, lần đầu tiên em gửi chào đến anh Quỳnh Linh, chị Nam Thư và bạn gái của Quỳnh Xem. Cùng toàn vị quý khán giả là chào trân trọng ạ. Em là Lâm, em tên đầy đủ là Phan Văn Lâm, 31 tuổi, em đến từ Bình Dương ạ. Em là kinh doanh tự do ạ. Thời gian trước thì em có là chủ trang trại gà ở dưới Bình Phước. Nhưng hiện tại thì em đã chuyển đổi, em đã bán đất và trang trại đấy thì em mua đất ở chợ trên Tân Uyên Bình Dương. Hiện tại em đang làm căn nhà và là nơi để ở, cũng là nơi có mặt bằng để kinh doanh trên chợ đó. À, buôn bán ở chợ đúng không? Bây giờ em nói thêm một xíu về tính cách của em nè. Dạ, tính của em thì cũng hay thẳng thắn đó chị. Dạ, với lại em cũng hay khóc nữa. Sao tự nhiên khóc, có nào em có giống như chị là nhìn cái lá vàng rơi thấy buồn quá tự động cũng khóc luôn không? Dạ, cũng có thể chị. Có luôn hả? Bạn trai thì chắc có cứng cáp hơn đúng không bạn? Em có khả năng dỗ được bạn gái ạ. Nếu bạn gái khóc em dỗ được. Dỗ được bạn gái hả? Dạ. Em có thế mạnh gì? Trung thực, thẳng thắn, là người mẫu đàn ông của gia đình, cầu tiến cho công việc. Còn điểm yếu có gì không? Điểm yếu thì em hơi nóng tính. Thường thường em hay đọc sách để giảm bớt cái nóng tính của mình đi. Có một điểm yếu nữa là em ngủ hơi ngáy. Bên đây nóng tính, bên kia cứ khi nào nóng tính cứ gây mê cho anh nha. Đúng rồi, hợp lý. Quyên nè, với cái công việc mà là kỹ thuật viên gây mê của em á, chắc là Thư nghĩ là mình sẽ làm việc về ban đêm nhiều đúng không? Chắc là mình phải trực mỗi lần mà mình đi làm khuya về vậy rồi. Mình có buồn không khi mình lẻ loi, lẻ bóng đi mình? Dạ thường á, em trực về là em ngủ luôn chị. Ủa vậy hả? Gây mê cho người ta cuối cùng, mình mê trước. Em gái có nhược điểm gì không em gái? Dạ, nhược điểm của em á, là em hay quên ạ. Hay quên hả? Dạ. Có cái kỷ niệm nào mà mình hay quên mà tới giờ mình vẫn nhớ không? Dạ có chị, đó là em bị mất xe ạ. Lúc trước á, em có đi học võ, em bỏ cái túi xách trên xe á. Xong rồi lúc mà đi học về, cái mấy đứa nhỏ nó mới nói em á, là chị Quyên, xe của chị Quyên đâu. Em tưởng tụi nó giỡn, xong em cứ nói xe kệ tới đâu tới. Xong rồi cái lúc mà em tới tìm thì mới biết là thật sự mất xe chị. Trời đất ơi. Hồn nhiên khủng khiếp. Hồn nhiên như cô tiên. Rồi lúc đó em có rơi nước mắt không? Dạ không, lúc đó em nghĩ em cũng không phải mất xe chị. Em nghĩ là tụi nó cũng đi giấu luôn á chị. Trời, em niềm tin vào cuộc sống và mọi người một cách lạc quan lắm đó cô bé à. Cái cô đó lạ thiệt nha. Chiếc lá vàng rơi cũng cổ cũng khóc, chiếc xe cổ mất cũng không bao giờ khóc. Hay quá, cô dễ thương quá, em trai cười sao? Em nghĩ gì mà em cười em trai? Thấy bạn gái dễ thương quá à. Em tưởng tượng cô gái kia bên kia thế nào mà dễ thương? Làn da trắng. Da trắng. Đúng. Tóc dài, nhìn rất là duyên dáng. Duyên dáng. Và em đã trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua hai mối tình, là một mối tình cuối thời sinh viên và một mối tình cách đây một năm, quen nhau một năm ạ. Đó, bên đây lý lịch thì tình yêu là vậy đó, còn bên kia thì sao? Dạ, em trải qua hai mối tình rồi chị. Tình đầu tiên của em thì thời học sinh, còn mối tình thứ hai là thời sinh viên ạ. Sau cái mối tình đó em có rút ra được một cái kinh nghiệm gì về tình yêu cho bản thân mình không? Dạ, em rút ra kinh nghiệm là đừng nghe lời con trai nói ạ. Ây da. Trời ơi, sao mà mất lòng tin. Dạ, chào anh gái. Làm gì tới mất lòng tin đàn ông dữ vậy em? Dạ, tại anh đó nói với em á, là dù em có ở đâu anh cũng tìm tới. Rồi anh có tìm tới không? Dạ không ạ. Ông nó kỳ lạ. Mình đừng có quơ hết vô tội nghiệp, hiểu không? Bản thân anh Linh nè, anh Linh mà hứa gì lên anh sẽ làm. Anh đúng không, hứa anh là anh làm. Đôi khi anh hứa hoài mà cũng chưa làm luôn, cũng có. Quên đó. Em thí dụ em hứa em có nhớ không? Có chứ, nhớ suốt đời luôn. Thề đi. Thề luôn. Anh ơi, không đâu anh Linh ơi, anh đàn ông với đàn ông nhiều khi nói vậy để em qua em hỏi thử coi thử. Nè em đàn bà phụ nữ hỏi thẳng mặt, em nhìn và em biết em là hỏi tin đi, được hay không. Hỏi thử đi đó. Đây nè. Ôi, trời thương, ơi. Dạ quá. Chào anh, mình nói là mình có giữ lời không? Dạ có chị. Tin được em ơi, tin được. Cảm giác mình nhìn vào mình cảm thấy ảnh rất là chân thật. Không lẽ chân giả. Anh này. Em muốn tìm một người cùng đi với em suốt chặng đường còn lại như thế nào? Dạ em thích anh đó cao 1m7 trở lên. 1m7 hả? Bao một xin tin luôn anh. Dạ, thân hình vạm vỡ. Có vạm vỡ. Có vạm vỡ. Dạ, tóc nhiều ạ. Tóc.
Vừa đủ. Dạ mắc một mí ạ. Mắc một mí. Ủa sao kỳ vậy em? Người ta muốn mắc hai mí mà sao mà bên em muốn một mí là sao? Dạ em sợ mắc hai mí lắm anh. Ủa sao vậy? Tại mắc hai mí là mắc to, em sợ người ta nhìn em. Trời đất ơi. Tại sao em lại sợ người ta nhìn em? Tại vì em ngại. Mới đầu thì ngại thôi, nhưng mà cái ánh nhìn nó càng nhìn càng hút là hết ngại, không? Nhìn riết rồi mê. Mắt này cũng mắt mờ đó. Khi mà quen nhau thì phải tin nhau, tôn trọng nhau. Yêu nhau, tôn trọng nhau. Có không? Có. Hứa đi. Hứa. Có gì nữa không nè? Dạ em muốn anh đó là một người đàn ông mẫu mực, là người đàn ông của gia đình. Ê chà, mẫu mực là người đàn ông của gia đình. Rồi bây giờ em muốn tìm cô gái như thế nào, nói với Nam Thư đi. Dịu dàng nết na, thiên về truyền thống. Ngoại hình thì cao 1m55 trở lên. Trinh gái thì bằng nửa một chị Nam như chị Nam Thư là ok lắm rồi. Trời ơi, ngại quá đi à. Thấy hai đứa nãy giờ nói chuyện qua chuyện lại cũng có những cái điều giống nhau chút xíu. Vậy được rồi đó. Để hỏi thử ý kiến người thân xem coi họ góp ý thế nào nha. Em gái đi với ai? Dạ em đi với lại cô chú, chị hai, với lại bạn của em, với lại mấy chị, với lại em đồng nghiệp ạ. Xin chào MC Quyền Linh với Nam Thư. Dạ chào cô. Chào hai bạn nhỏ. Xin chào các bạn ở trường quay. Dạ tôi là với ông xã tôi là như là đại diện cho phụ huynh đến đây để tham gia chương trình này. Thì qua cái chào hỏi từ nãy giờ á, thì cô thấy bạn nam á, thì theo tiêu chí của con là hết 80% rồi đó. Oh. Là cao là hơn 1m7 nè. Công ăn việc làm là kinh doanh nè. Bé bụng tiếng nha. Con cảm ơn cô ạ. Cô thấy cũng được lắm mà nghe. Cũng được lắm mà nghe. Dạ rồi. Anh trai đi với ai? Em đi với anh trai với định cháu gái ạ. Xin chào MC Quyền Linh ạ. Chào dạ, Nam Thư. Chào anh. Chào cô chú gia đình bên gái. Chào quý vị khán giả. Anh thấy em bên này là nói chung là cũng truyền thống. Người đàn ông trong gia đình thì là Lâm nó có đấy em ạ. Anh là anh trai, anh nói là phải chính xác. Thôi anh mong hai em cho nhau cơ hội. Anh thấy hai em rất đẹp đôi. Rồi cảm ơn anh trai. Cảm ơn anh. Bây giờ chúng ta sẽ kéo rào ra cho hai bên gặp mặt. Kéo rào. Chào em. Thanh gò bông hoa tặng em. À, cảm ơn anh ạ. Em lên đây á, em cũng có mang quà cho anh. Nhưng mà lúc nãy lên vội quá em mới bỏ đằng sau anh. Em chưa đem lên được. Tí nữa em tặng cho anh sau. Cảm ơn em. Trời ơi, bé đúng thương hiệu hay quên luôn. Em ở đâu Bình Định nhờ? Dạ em ở Quy Nhơn ạ. Tại vì anh có mấy đứa bạn cùng học đại học cũng ở Bình Định luôn á. Cũng nhiều lắm. Bây giờ mình có tài gì đó mình thể hiện ra để cho nó phá tan cái không khí ngại ngùng này đi. Em khả năng bình luận bóng đá. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với sân động Saint Petersburg tại nước Nga để chứng kiến trận tranh hạng 3 giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Bỉ. Đó là cuộc đối đầu của những ngôi sao hàng đầu thế giới. Nếu Bỉ là những tên già gần như Vincent Kompany, Kevin Reiner, Eden Hazard hay tân lão Lukaku, với những Harry Kane, Harry Maguire, Kyle Walker, Trippier, Eric Dier, chúng ta hãy chờ xem liệu rằng đội tuyển Bỉ có chứng minh được câu nói gừng già gừng càng cay. Còn bây giờ thì Văn Lâm xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng quay trở lại với sân động Ba Mối Hẹn Hò. Sân vận động được coi là nhà hát của những giấc mơ của những bạn trẻ đang đi tìm một nửa của mình. Và ngay tại lúc đây chúng ta cũng đang được chứng kiến đội Bình Định và Bình Dương gặp nhau. Đội Bình Dương thì với sự dẫn dắt của MC Quyền Linh, còn đội Bình Định thì đó là sự dẫn dắt của Nam Thư. Liệu rằng chàng trai của bên đội anh Quyền Linh có thể chinh phục được cô gái của chị Nam Thư hay không? Chúng ta hãy chờ sau giây lát. Hay quá. Thiệt tung tuyệt chiêu cuối một cái là bên này, em đứng bên này đổ đứ đừ luôn. Sao bé, em thấy sao cưng? Dạ em cũng tính là sẽ tặng tranh bài thơ, nhưng mà lúc nãy là chưa kéo tấm rào qua, bây giờ kéo qua rồi nên em không có đọc được nữa. Ủa sao kỳ vậy? Tại sao tại vậy? Tại vì cái bài thơ đó nó có liên quan tới cái tấm rào rồi. Coi như giờ rào đang đóng đi. Đây đây đây, đọc đi bé. Coi như anh với Thư là cái rào đó, bắt đầu. Giữa triệu triệu người ta chẳng dễ biết nhau, nhờ Thư Linh ta nên duyên hò hẹn. Giữa tấm rào lòng phập phồng lo lắng, tình nợ gì nhau sau những lần hò hẹn. Xong rồi ạ. Trời ơi. Ủa vậy tấm rào đứng đây làm gì?
Dạ, tấm rào có nghĩa là em sợ, em lo lắng á. Cửa tấm rào em phập qua tấm rào. Qua tấm rào em phập phòng lo lắng, dạ. Mở tấm rào em hết lo lắng em ơi. Em có hai đi du lịch không? Dạ, thích anh. Hy vọng chúng ta sẽ có đi du lịch với nhau. Em cảm nhận cô gái đối diện như thế nào? Cô gái xinh, dễ thương, nhìn hiền. Nói chung là em chịu rồi đó. Bây giờ em nhìn thẳng vô mắt anh ấy đi. Mắt anh ấy to không? Dạ có, to hơn em. Rồi còn gì to nữa không? Em chưa biết. Người to vạm vỡ không? Dạ cũng được, chứ không vạm vỡ lắm anh. Ủa em thích vạm vỡ dữ lắm hả? Tại vì mặc áo nên em không có biết vạm vỡ. Vậy cởi áo ra được không? Dạ thôi cái đó tự tính sau ạ. Bây giờ là tóc tai giống như em nãy mong muốn không? Dạ cũng được anh. Nhiều không? Dạ không ạ. Vừa đủ ha, vừa phải, giống tóc anh Linh vậy đó. Tóc gì cũng được rồi đó em. Tại vì khi có chuyện gì đó khó nắm ạ. À thì ra cổ thích gu tóc dài để lỡ có gì mà cổ dễ nắm, hiểu không? Thời gian chúng ta đã gặp nhau, mắt nhìn mắt, có 30 giây để suy nghĩ xem đối phương có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Nào, mình hãy lắng nghe con tim của mình. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Rồi, nắm tay nhau đi nào. Như vậy là rồi, bây giờ cái thủ tục đầu tiên của bà mới hẹn hò là bấm nút, sau đó mình xin phép mình hôn nhau. Cho cái giúp cô với chị cho em con hôn em. Yeah. Chị thương. Có đang có lợi thế rồi đó. Không có biết quay mà mình chuẩn bị tốt ha. Rồi bây giờ tôi vui vui lên để em sẽ hỏi rồi mình trả lời thôi chị ha. Mình cứ trả lời thẳng thật rồi chân thành vô là được rồi. Dạ rồi, bây giờ mời chị giới thiệu về bản thân trước nè, họ tên, công việc, rồi quê quán, tuổi tác của mình nè. Dạ mời. Họ tên mình là, tên đầy đủ là Phan Thị Sáu trong chứng minh thư ạ. Tên dài như vậy hả chị? Dạ. Rồi đọc lại giùm em nè. Tên đầy đủ trong chứng minh thư là Phan Thị Sáu. Phan Thị Sáu, rồi. Sinh ngày 15 tháng 8 năm 1967. 1967. Dạ. Dạ rồi. Em nhìn thấy thì chị rất là trẻ luôn đó. Dạ. Rồi bây giờ là cho em cái công việc của mình. Mình có còn đang đi làm công việc gì chị ha? Đang dạ, sống ở đâu? Mình là nhà thuốc đông y. Vâng, thuốc Lam gia truyền, nhà thuốc đông y. Ở đâu chị? Chị dạ, ở đâu? Đang công tác tại Đắk Lắk. Đang công tác hay là gia đình chị thì ở đâu? Gia đình đang làm việc tại Đắk Lắk ạ. Dạ. Rồi chị chia sẻ một chút xíu về cái điểm mạnh, điểm yếu rồi đường tình duyên của chị giùm em nha. Điểm mạnh thì cũng chịu khó làm. Vâng, cũng chịu khó làm, chịu khó học hỏi. Và điểm yếu là hay quên. Hay quên rồi ạ. Rồi. Vâng. Tình yêu thì sao rồi? Chị từng kết hôn chưa ạ? Đã từng kết hôn rồi, kết hôn một lần rồi nhưng mà chia tay ông xã đã từ lâu rồi. Vâng, chia tay từ năm 1997. Dạ, chị nói luôn là cái hôn nhân đó thì sao ạ? Lý do chia tay rồi sống với nhau bao lâu rồi có con hay không ạ? Sống với nhau được tầm độ 5 năm rồi ạ. Là không hợp nhau. Vâng, thì là chia tay từ đó đến nay ạ. Và mình có một con trai, một con gái. Hiện bây giờ là đi xây dựng gia đình hết rồi. Mình vào trong này là mình người ở ngoài Hà Nội đó. Vào trong này, vào trong Đắk Lắk này là làm, mua đất làm nhà ở trong này. Và hiện tại bây giờ là đang ở trong này để làm thuốc đông y. Mà hồi trước thì sao mà chia tay với chồng vậy chị ha? À, chia tay đấy là cái thời đấy còn trẻ đó. Thì là có nghĩa là cũng là không hợp. Vâng. Không hợp thời còn trẻ. Thì là không hợp, thì là chia tay. Và thì bây giờ thì hiện tại thì bây giờ ông xã cũng đã mất rồi.
và cũng đã có gia đình riêng và đã mất rồi. Dạ. Rồi lý do là sao mà chị không tìm được người phù hợp mà chị phải tham gia chương trình? À, lý do là thực ra mà nói thì mình không tìm được người phù hợp đó cũng không biết làm sao, mà không tìm được thì thôi nhờ đến chương trình là tìm giúp, và tìm giúp mình để có một người bầu bạn lúc tuổi về già. Dạ rồi, vậy chị mong muốn tìm một người như thế nào chị? À, mình mong muốn tìm được một người hơn mình tầm độ 5 đến 10 tuổi, và mà người ta không cờ bạc, không rượu chè, có công ăn việc làm ổn định. Rồi nghề nghiệp làm tài xế thì được không? Rồi chị đi theo chồng được không? Nghề nghiệp tài xế thì mình không thích ạ. À. Còn đi theo chồng thì nếu cảm thấy là hoàn cảnh phù hợp thì là mình sẽ đi theo. Còn nếu không có thì là về đây ở mình. Về đây làm thuốc cùng mình ạ. À. Rồi. Ok chị. À, chị có ca hát gì được không ạ? À? Cúc tạm tạm rồi ạ. Rồi mời chị hát vài câu giùm em nha. Hát luôn chị ơi, chơi tới luôn chị ơi, vui mà. Vâng, hát bài Đoạn Tuyệt đấy ạ. Rồi mời chị. Chào nhau thôi rồi vĩnh biệt từ đây. Ngày buồn đã tới, lại rơi với tôi sang người. Tình đã ua sâu, mình đã thôi nhau. Từ đây biết gì đời tôi sẽ đi về đâu. Đường lắm xưa giờ vắng lạnh chiều mưa. Lời nào đã hứa, còn đâu giữ chi thêm. Được rồi, em cảm ơn chị nhiều ạ. Rồi, em cảm ơn chị nhiều. Nếu được chọn thì bên em liên hệ cho mình nha. Rồi chắc mình xuống Sài Gòn này đi để mà đi ghi hình được đúng không chị? Vâng ạ, đi được ạ. Dạ rồi, em cảm ơn. Dạ rồi, xong rồi đó, bằng cách chị xong rồi. Em cảm ơn nha. Vâng, xin cảm ơn chương trình ạ. Quần áo rồi, ok. Vậy thì là cái chắc là mình cũng tự tin chủ động lúc nào thì mình tự chủ động về chia sẻ vào bản thân mình ha. Điểm mạnh, điểm yếu của mình nè, rồi điểm tình trường của mình sao ha. Khi nào chương trình thấy thiếu á, thì bên đây sẽ hỏi nha. Dạ. Rồi. Dạ em chia sẻ luôn hả chị? Em chia sẻ ở đây luôn hả? Đúng rồi. em không có, tại vì biết sao, thường á công việc của em cả ngày bận đi làm, đi thu đồ rồi nên em cũng không có thời gian để mà gặp gỡ bạn nhiều đó chị. Cho nên cũng không biết chia sẻ sao nữa. Hãy chị em được không? Thì tính cách của mình như thế nào, cái này là bản thân mình chia sẻ với chương trình mà. Điểm mạnh, điểm yếu của mình sao? Dạ, tính cách của em thì vui vẻ nè, hòa đồng nè. Còn điểm mạnh của em cũng vậy luôn. Nói chung là điểm mạnh của em là thích kinh doanh dữ lắm, thích làm này làm kia, không có thích ở không. Đó. Đó em chỉ có, em cũng không biết chia sẻ sao nữa. Rồi tiếp đi. Điểm yếu của mình thì như thế nào? Điểm yếu của em á hả? Điểm yếu của em hình như là không thích nấu ăn chị ơi. Chứ bình thường ở nhà là ai nấu cho mình? À em không thích ăn cơm, có thể là mấy năm nay cũng không ăn cơm chị. Em toàn là ăn vặt, lặt vặt gì thôi, không ăn cơm, không có bóng chín luôn. Dạ, đa số là ngoài. Là hiện tại mình ở chung nhà với gia đình hay sao? À, đúng rồi, em ở chung với lại ba mẹ. À em là mẹ đơn thân nha chị. Em có ai cũng 7 tuổi rồi chị. Con trai hay con gái? Dạ con trai chị. Em có con trai 7 tuổi rồi mà em sinh con 20 ngày là em đã chia tay với ba nó rồi. Vậy đến cuộc hôn nhân. Rồi chia sẻ cái về cái cuộc hôn nhân trước đó, về cái lý do vì sao mà mình lại chia tay á. Dạ tại chắc có thể là hết duyên rồi chị. Ông không có một tiếng nói cái gì hết trơn. Từ em sinh con 20 ngày cảm thấy như không ở được nữa, hai bên thôi
trả tự do luôn. Là mình tìm hiểu bao lâu rồi về ở với nhau, nói thật là cụ thể chi tiết để rút kinh nghiệm cho cái người sau á, mình không có bị giống như cái người trước á. Dạ, tại vì thật sự ra là em quen nhau thì ít lắm, chỉ có 10 tháng thôi chị. Xong rồi em đi ra ngoài Bắc làm dâu á, thì chắc là Bắc với Nam mình không có hợp nhau á. Cho nên em không được làm mẹ chồng chị, không được. Và cứ ra lờ vào cái đỉnh điểm ngày em sanh con ngày thứ hai kia là mẹ chồng với em gây lộn xong cái thôi em thấy là ở gì mệt mỏi quá thôi em nói xin về là chia tay luôn đó chị. Là mình nuôi con đó giờ luôn mà một mình bên kia không nuôi không trợ cấp gì hết. Rồi trong khoảng thời gian cũng khá là dài á, mình có không có quen biết được ai hả, không tìm hiểu được ai khác? Dạ không chị, thật sự là không có thời gian luôn á. Tại vì hồi xưa là em vừa buôn bán bông tai mà vừa làm tóc nữa chị. Tóc ở sau này quá bận đi mệt quá cho nên em dẹp tóc rồi chị. Em dẹp tóc rồi em mới chuyển sang bán online hẳn luôn. Một công việc thôi cho có thời gian có con ở bên con rồi đó chị. Rồi bây giờ mình mong muốn tìm một người như thế nào về ngoại hình, tính cách, tuổi tác? Dạ thì em thì thích lớn tuổi đi chị, không thích trẻ quá. Thứ nhất, thứ hai thì em mong muốn á nha là bạn đó từng có con riêng thật sự, tại vì con ăn con em nó phiền lắm. Thà là người đó lớn tuổi cũng được nhưng mà vẫn chưa có con, có lập gia đình rồi cũng được nhưng chưa có con. Em không thích quen người nào mà đã có con giống em về phiền lắm đó. Cái thứ hai nữa thì con kinh tế á thì cũng tỉnh, thật sự em không cần nuôi con em nhưng mà ít ra đừng có gánh nặng đôi bên đó. Em chỉ mong muốn vậy thôi chứ em cũng chương trình nhiều đó chứ độc thân cũng lâu lắm. Cái vấn đề mà người này không có con thì cũng khó nha, hoặc là con thì người ta cũng là vợ nuôi hay này kia các thứ thì có được không, bây giờ người ta cũng ở một mình chẳng hạn như vậy. Thường là những người đàn ông mà họ cũng đã từng một lần đó thì họ sẽ hiểu và thông cảm hơn cho những người mẹ đơn hơn, tại vì là những người mà họ chưa từng trải qua cái gì hết hoặc chưa từng có con. Thì cái vấn đề này mình cũng cân nhắc lại ha. Rồi nếu mà mình được chọn cũng như là có người phù hợp quá thì chương trình sẽ thông báo cho mình biết nha. Rồi ok, cảm ơn chị Nhung ạ. Dạ em cảm ơn chị. Rồi mình xong rồi đó.